Thì video này em sẽ chia sẻ với các bác là cách xả cót cái đồng hồ cưa tàu này. À, trước khi xả cót thì mình phải tháo cái tự động mình ra các bác nhé. À, nếu mà bác nào mà không quen ấy, thì các bác nên tháo ra. Còn với em quen rồi thì em không cần tháo ra. Em tháo trực tiếp luôn. Nếu mà bác nào không quen thì các bác phải tháo tóc cái tự động mình ra nhé. Không thì nó lia này cái vào tóc cái là hỏng tóc các bác. Đó. Thì em sẽ tháo kia để xả cót ra thì mình, đầu tiên là mình phải tháo tự động người ra. Đó. Thì đây là cái bán nguyệt này. Nếu bác nào mà không quen thì các bác nên tháo cái bán nguyệt này ra nhá. Đấy, sau khi em tháo tóc ra rồi thì em sẽ tháo cái tiếp theo. Đây em có thể tháo cái bán nguyệt ra cho các bác xem nhé. Không, các bác lại bảo em không dám tháo ra. Thực ra là em không muốn tháo ra các bác ạ. Không muốn tháo ra. Đó. Nó rất là chặt. Khá là chặt. Đó, thôi em chả tháo ra nữa. Cơ tàu thì hạn chế được cái nào là hay cái đấy. Chứ mình không nên như cái hàng xịn. Hàng xịn thì mình nên tháo ra. Đó, như hàng tàu thì em không tháo ra đâu. Đó. Sau đó em sẽ nạy khéo cái này. À, đây là cái chắn ngựa này, chắn con ngựa này. Sau đó là em sẽ tháo tiếp, cầm cái lìa này, em gấp hai bên của con ngựa này, em nhấc nó ra, đấy, và em sẽ để xuống đây. À, các bác nhìn thấy cót nó khá là căng, đúng không ạ? Khá căng. Đấy, và nó chạy khá tít mù này, đó. Đấy, các bác thấy chưa? Khá tít mù. Đó. À, sau khi mình xả hết cót rồi. Đấy, thông thường là xả cót này đấy thì mình để lên tai nghe nhá. Nếu mà nó chạy do bon thì được, còn cái kia xạo ấy là máy khô dầu nhá. Đấy, sau khi xả xong ấy thì là mình sẽ lấy cái ngựa này. Đó. Mình sẽ cầm ngang con ngựa này ra. Mình sẽ chấm vào cái giấy này để lau cái chân của nó cho nó sạch. Đấy, cả mặt chân trên, chân dưới. Đấy. Các bạn gấp cẩn thận nhé. Đấy, sau đó là em sẽ để tiếp vào đây. Và em sẽ lắp tiếp con ngựa này vào luôn. Đấy, thì em xả cót cho nó bon này về mình kiểm tra xem là máy nó có khô dầu hay không đấy. Thì xả cót này có nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất là cho kiểm tra máy là khô dầu hay là bon. Đó. Đấy. Sau khi mình đã lắp con ngựa rồi thì mình sẽ lấy tấm chắn này mình lắp chắn giữ ngựa này. Mình lắp vào. Cái tấm chắn giữ ngựa này của nó rất là mỏng. Nên là các bác gấp cẩn thận, các bác không thấy sẽ tuột tay đấy. Và các bác nên dùng cái lìa xịn, cái phanh xịn nhé. Để gấp. Đó. Đó, mình sẽ lắp vào, nhưng mà các bác lưu ý là khi mà lắp vào ấy thì con ốc này của nó ấy, các bác đừng có siết ngay nhé. Mà các bác vặn gá vào đã. Vặn cho giữ vào đã. Đấy, sau đó các bác sẽ kiểm tra cái con ngựa này xem là nó đã giữ chân ngựa chưa. Bằng cách lay con ngựa xem. Đấy, hoặc là sẽ lên có tay. Có tay lên một tí thôi. Để kiểm tra xem con ngựa này có đá chưa. Đấy. Đây, con ngựa này em thấy là nó chưa đá do là cái tấm chắn này nó chưa vào. Các bác phải cẩn thận, không thì nó sẽ bị gãy chân ngựa đấy nhá. Rất dễ gãy chân ngựa này. Đặc biệt là cưa tàu. À, các bác chú ý nhá.